Thưa quý vị, trang bị những kỹ năng, hiểu biết pháp luật nhất định về trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm, ùn tắc và tai nạn giao thông cho học sinh là một trong những nội dung được ngành giáo dục thành phố hết sức quan tâm. Hiện nay, các trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện đa dạng các hình thức giáo dục an toàn giao thông đến học sinh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại trường tiểu học Lê Đình Chinh, quận Hải Châu. Đây là một buổi học về đèn tín hiệu giao thông tại lớp 3/4, trường tiểu học Lê Đình Chinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tại buổi học, giáo viên sử dụng các slide giới thiệu về vai trò và đặc điểm của từng loại đèn tín hiệu để học sinh hình thành những khái niệm ban đầu về ý nghĩa hiệu lệnh của các đèn tín hiệu giao thông và nơi có tín hiệu đèn giao thông để chấp hành, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Này, con cảm thấy rất vui học được an toàn giao thông là đèn đỏ là dừng lại, đèn vàng là đi chậm, đèn xanh là được đi. Có thể thấy các bài học tuy đơn giản, nhưng với phương thức chơi mà học, học mà chơi, cùng với các tài liệu hấp dẫn, khiến các giờ học về an toàn giao thông trở nên lý thú, dễ nhớ và dễ hiểu đối với các em. Nhà trường thì cũng sẽ thường xuyên lồng ghép các tiết an toàn giao thông trong các tiết tăng cường, sử dụng nhiều cái hình ảnh trực quan sinh động để các em có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn, và qua đó sẽ hình thành cho các em những cái thói quen tham gia giao thông hàng ngày một cách là hiệu quả và tốt nhất ạ. Hiện nay, tai nạn giao thông là vấn đề mang tính toàn cầu, là thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới. Học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng là nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình tham gia giao thông. Chính bởi vậy, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em là một trong những nhiệm vụ hàng đầu góp phần hiện thực hóa chủ trương cổng trường bình yên với văn hóa giao thông tại thành phố Đà Nẵng.